Trời, con bị rắn cắn hơn. Dạ không phải. Chứ ai? Từ ngày thầy dạy con tu với Phật đã lên niệm lên kim cái lời rắn và rắn chim màu xanh đập đuổi. Anh ta vô anh ta ở ngay trong trong thất. Mà con 18 thì từ ngày đó chỉ có con 18 chỉ có 2 lần nhưng mà anh ta cũng nghe là con phải để nhưng mà tính thằng con thì vẫn vững vàng hết. Mình tính là được trường nào dạy là mình là người hiền tú thì làm thế gì có chuyện gì nhưng mà con được vẫn bình an nhưng mà thầy dạy con thì hiện tượng là hiện tượng thầy mình. À, con muốn hỏi thầy cái hiện tượng hiện tượng mà con rắn vào trong thất con là nó ở trong thất con, nó là bạn bè con chứ gì, nó là người thân của con chứ gì, nó có gì đâu mà sợ. À, bởi vì tất cả những cái điều mình ở đâu là những cái người có mang cái nghiệp chung nhau, cho nên những cái loài vật mà xung quanh mình, rắn rít bồ cạp hay này kia rồi đó, đều là nó nằm ở trong cái nghiệp của nhân quả. Nhân quả đời trước á, mình cắn xé người ta thì đời nay nó rắn rít nó vô thất mình, nó cắn xé mình lại để mình trả quả. Vì vậy cho nên vì vậy mình chẳng sợ, mà mình không sợ tức là mình trả cái nhân quả của mình. Mình không sợ, nó không cắn xé đâu, bởi vì mình sống thiện, nó chuyển nó không cắn mình. Cho nên con rắn vào thất con nó ở đó là nó có cái duyên nghiệp đời trước con. Cho nên vì vậy tại sao những con rắn khác nó không vô ở, mà con rắn đó nó ở, nó có cái duyên nhân quả với con, cho nên nó ở mặt nó. Mà nếu mà con sợ hãi, con đập nó, tức là con tạo cái ác pháp. Con tạo ác pháp. Cho nên con không đập, không gì hết, không đuổi, không xui hết. À, muốn ở, ở, muốn đi, đi. Quyền, nhà tao đó, chứ còn mày muốn ở, ở, đi, đi, tao không có cần thiết lắm. À, do đó mình ở. Còn nếu mà con có ngủ, thì nó xuống cắn cổ con, không sao. Đừng sợ gì hết. Nếu mà nghiệp mà nó cắn, thì nó đeo cổ, cắn, 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 cắn kệ nó. Tạo vui vẻ. Cho nên vì vậy mà chấp nhận, hiểu được nhân quả, không sợ một vật gì trên thế gian này hết. Mà mình không làm hại, bởi vì hiểu được nhân quả thì không làm hại con vật nào. Con bù cạp nó vô trong thất mình kệ. Chứ còn thầy thấy có người lấy chổi đùa ra chứ ở đây lưới quớ rồi chắc mà đập cắn. Không phải chút nó cũng đi rồi phải không? Mình không có duyên nó cắn rồi giờ nó đi. Dưới giả lại, cái mình thấy nó hay bị cắn mình đau đó, thì luôn lúc nào mắt mình cũng để ý nó hết, không dám rời. Cho nên nói chung đó là lưu ý đến cái đối tượng mà có thể gây ra cho mình đau đớn. Mình không đập, không xua đuổi, không này kia, nhưng mình vẫn lưu ý đó là đức cẩn thận. Mình thiếu đức cẩn thận. Tức là tại sao mà có người á lại đạp con bù cạp nó cắn mình liền. Hoặc là nó ở đâu trên mấy nhà nó rớt xuống cổ mình cắn liền. Đó là cái nhân quả mình trả. Còn tại sao bây giờ nó rớt ở đâu mình biết, bây giờ tôi thấy đó. Tức là mình với nó chưa có nhân quả. Cho nên vì vậy đó là cái đức cẩn thận của mình luôn luôn dè dặt cẩn thận. Ở thất mình vừa có con rắn, ở thất mình có con bù cạp. Cho nên vì vậy thường thường mình đều tránh né trước cái sự đụng chạm của nó, chứ không phải mình xông pha, mình giảm đạp lên nó hoặc là mình chọc tức nó, mình không có. Mình tránh né cho nó yên mà mình cũng yên. Đó là cách thức của cái pháp cẩn thận đối xử cả hai bên. Cho nên mình không làm động nó cũng không làm động mình. Nhưng mà cái thời gian nó sống chung nhau để mà trả cái nghiệp trong cái thời gian đó, nó bởi vì nó làm mình động tâm mà nó có cái trả cái nghiệp. Do đó thời gian sau nó hết rồi, nó sẽ đi mất rồi. Con cứ để đi, nó ở thời gian sau nó mất rồi, nó đi, nó không có ở hoài với con đâu. Vì mà hết nghiệp rồi nó đi, nó hết cái nghiệp, cái duyên nghiệp chung nhau trong khoảng thời gian nào đó nó sẽ đi. Cho nên khi các con có nghe khi mà thầy tu ở trong cái thất của thầy ở đó, có hai con rắn nó đến ở trước cửa thất thầy, là hai con rắn mà thầy đã cứu nó ở dưới giếng. Nó đến nó ở đó, tức là có cái duyên thầy đã cứu nó. Cho nên nó đến, khi mà cuối cùng rồi nó đi, nó nhả cho thầy cái cục ngọc. Thực thật là ngọc rắn có đấy con. Có chứ không phải không. Thầy thấy rõ ràng là nó nhả cục ngọc đấy con. Rồi từ đó về sau thì hai con rắn đi đâu mất không biết nữa. Đi chỗ nào thì không biết nữa. Nó cho nên vì vậy nó có cái duyên ở gần. Hồi đầu thấy nó lớn, nó bằng vùng tay thầy, nó lớn. Mà nó ở thì thấy cũng sợ. Nhưng mà thầy nghĩ rằng mình tu hành mà sợ. Do đó thì không sợ nữa. Cuối cùng nó ở một thời gian sau rồi. Nó nhả ngọc rồi, nó bỏ đó rồi nó đi. Nó đi thôi, không có gì hết. Thì mấy con thấy cuộc đời tu hành của mình quá hạnh phúc. Mình có làm ác gì đâu, cho nên rắn cũng không cắn. Mà rắn rớt giếng thì mình bị vớt nó lên. Mà mình đâu có dám mà ôm rắn vớt lên đâu. Thầy khôn hơn là thầy thấy lấy một cái
cái tre vậy, thì đúc ở dưới giếng, rồi con rắn nó theo cái tre đó mà nó lên nó khỏi ở dưới nước, không nghe không? Thầy cứu nó bằng cái một cái cành cây với thầy thấy rắn, thầy đâu có dám nắm nó. Mình đâu có phải là thầy bắt rắn đâu mà dám được. Mà cho nên vì vậy mà thầy cứu nó bằng cách là thầy đưa nó cái cây xuống. Con mèo, con chó nó tới cái giếng thì thầy xuống giếng thầy bắt nó lên. Chứ còn con rắn là thầy không dám. Nhưng mà thầy muốn cứu nó thì cho một cái cây xuống giếng nó bò nó lên. Còn con ở đây bây giờ nó vô nhà mình nó là... thứ nhất là nó bạn đồng tu của mình rồi, mình đừng nghĩ xa hơn, vì mình tu thì chắc có lẽ nó vô nó cũng học cách thức con tu tập, cho nên con tu tập cho nó thấy để rồi nó về nó tập tu cái gì đó gieo duyên đó. À, mấy con thấy trường hợp đó đừng có sợ gì hết, không có cắn không có xé gì đâu, mà lỡ mà rắn cắn chết bỏ.